Chào các bạn. Thì hôm nay thì đề tài là mình có một cái động cơ của hãng Mitsubishi. Sorry, cái này của hãng Hitachi. Thì cái này á, mình thấy để trên tem á, công suất chỉ có 140W thôi. Và một lần mình đã đăng bán rồi, nhưng mà sau khi quá trình kiểm tra điện phát ra thì cái này mình nhận thấy là nó ra điện cực kỳ nhiều luôn. Nó nhiều hơn hơn gấp 2 lần cái động cơ mà servo thông thường cùng công suất. Cho dù cái servo mà công suất khoảng 400W đi, nhưng mình thấy điện không ra bằng cái này, mặc dù cái này điện có 140W thôi. Thì hôm nay mình sẽ bung nó ra. Mình bung nó ra để cùng các bạn tìm hiểu xem cơ cấu kết cấu bên trong nó đấu như thế nào á, tại sao điện lại ra nhiều như vậy. Và từ đó đó mình bắt chước, mình đấu lại những cái động cơ servo á, mình mở ra mình đấu lại để cho ra cái hiệu suất cao hơn thông thường. Thì ở đây mình chỉ câu trước 2 giây 2 pha thôi, 2 giây trong 3 giây 3 pha của nó. Mình để thang là 50 VAC, 50 VAC. Các bạn thấy quay cốt nó lên 25 VAC, khoảng 25V đó. Rõ ràng chuyển qua thang DC thì nó không có hiệu quả. Nó đang ở AC. Thì ở cái mức 25V này nè. Thì mình sẽ lấy một cái đèn này mình test. Cái đèn này á, mình thường xuyên dùng nó để test. Cho nên á, mình sẽ nhận biết được rất là dễ cái động cơ nào mà nó phát điện ra tốt hay không tốt á. Chỉ cần mình thấy cái độ sáng của nó thay đổi á, thì mình sẽ biết được ngay. Và cái lần trước á, mình đã test qua một lần rồi à, nhưng mà lần trước mình đấu qua cầu diode 3 pha, nhưng lần này mình test trực tiếp thôi à. Thì để mình đấu xong cái này, để mình lấy lại một cái sạc vô 400W luôn, mình so sánh nha. Các bạn thấy không? Mình chỉ khất một khất nhẹ thôi. Ở trong đây nó có rất là nhiều khứa nha. Cái cốt nó không quay trơn, có nghĩa rằng 500 nó phân bổ không phải là liền mạch ở bên trong. Cái cốt nó không quay trơn mà chỉ một khứa thôi, làm cho đèn rất là sáng. Đèn rất là sáng luôn. Trong khi nó chỉ có 140W. Có thể là nó cách cách đấu á, nó đấu sao á, hoặc là đấu theo một cách nào đó. Và cái động cơ servo hoặc là những động cơ như thế này á, mình biết rằng có một số thợ á, khi mà mua á, họ sẽ đấu lại, hoặc là đấu đấu tốc chậm lại đó, hoặc là đấu tốc chậm lại á. À, thì mình biết luôn, nhưng thực sự mình không biết cách đấu như thế nào là chuẩn. Ủa, hình như cháy cái đèn rồi. Ủa, mình chỉ hơi quay cái vòng tua nó hơi cao cao quá, hình như cháy luôn cái đèn rồi. Thật ra cái đèn này không phải là DC nha, ủa không phải là AC mà nó là DC. Thì mình mua một lô bên Trung Quốc cái đèn này nè, 30 ngàn nghìn đó. Về mình test AC kiểu này cũng cháy hết một ít. Tiếc thật. Cái này là cái cuối cùng luôn. Quên cái vụ mà vặn cao cao và quay tua cao lên. Chế độ hết cái đấu rồi. Hết cái để mà test rồi. Ok, thì không biết cái đèn này nó chịu được không nữa. Để mình thử, mình quay nhẹ nhẹ coi. Mục tiêu chính đó, hôm nay là mình sẽ bung nó ra, mình phân tích cái cách đấu bên trong đó. Nó nặng cốt lắm nha, đấu vào cốt tự nhiên sao nó nặng lên. Nhưng mà cái này là 12W, à 12V 55W, nó là DC, có vẻ không phù hợp nên nó nặng lên. Ok. Thì mình dựa vào cái đồng hồ đi. Mình dựa vào cái đồng hồ. Ở đây thì mình cũng có một cái động cơ. Động cơ này là AC servo 400W. AC servo công suất 400W, vòng tua 3000. Hàng này cũng made in Japan. Hàng Japan. Đó.
Thì mình sẽ lấy thử hai dây AC, mình thử xem hai dây của cái động cơ 400W AC sạc vô này thì nó lên bao nhiêu volt so với cái động cơ của Hitachi này. Thì đi bãi á, mình gặp những cái động cơ lạ lạ đó, mà của hãng á, mình rất là hay mua luôn á, rất là thú vị á. Mua về đôi khi chẳng làm được gì, test chán chê cái bán rẻ lại cho các bạn. Đó, các bạn thấy không, quay cố quay trơn nha, cái loại này quay trơn nha. Đó, mình để thang mà 50 VAC giống như lúc nãy á, quay chẳng lên đâu cả, bạn thấy không, quay chẳng tới đâu cả, hoặc gì quay rất là mạnh luôn, quay hết lực luôn. Đó, lên tầm 10 VAC là dữ lắm. Ok, thì có thể hôm nay không đủ thời gian để tìm hiểu luôn cái cách đấu của động cơ này bằng cách bung ra, nhưng mà trước tiên mình sẽ tìm hiểu cách đấu của động cơ này, sau đó có thể một video tiếp theo mình sẽ tìm hiểu cách đấu của những động cơ AC sạc vô, cách đấu phổ thông, cách đấu mà thông dụng nhất. Từ đó mình sẽ so sánh làm sao mà để chuyển đổi cái cơ cấu đấu này nè, giống như cái cách đấu của động cơ Hitachi này, để làm sao để đem tới một cái hiệu quả điện phát ra tốt hơn. Tại vì mình biết luôn ấy, mình nói lại luôn, mình biết là có một số người thợ đó, họ biết cách đấu và mình thấy họ đấu rồi. Mình thấy họ đấu luôn ấy, họ tháo cái phần đít của cái motor ra, họ đấu sau đó thì họ test thì thấy cái ở cùng một tốc độ thấp, nhưng mà trước khi đấu và sau khi đấu nó cái điện áp nó ra thay đổi rất là nhiều, thay đổi rất là nhiều luôn. Đó, thì các bạn thấy cái này điện ra nhiều hơn đúng không? Đó, tầm 30, hơn 30 VAC. Nhưng mà lúc nãy thì cái động cơ kia chỉ được 10 thôi. Ok, bây giờ mình sẽ mở ra. Thì bãi Nhật chỗ mình hay đi lấy, đi mua hàng á, thì những cái động cơ này các bạn biết không, đa phần là những cái hàng cổ. Thì mình cũng có một cái video nói về việc hàng cổ hiếm á, nhưng mà cái đó mình bán cho một bạn làm trong gara ô tô ở Bình Định nè. Cái động cơ nặng gần 30 kg, chỉ quay cốt 1/4 vòng thôi đã lên 12.4 volt. Động cơ đó cực kỳ mà hiệu quả luôn, 1.000 vòng tua siêu chậm, nhưng mà cái xác nó rất là to, mở ra bên trong là mới zin đét, mới tinh luôn, dây đồng to, nó chập nhiều dây lại, nó quấn chứ không phải quấn với dây đơn đâu, mà dây to lắm, dây như bạn nó đo được hình như là 2 chấm hay sao ấy. Thì ý mình nói là bên bãi có những cái mà nồi đồng cối đá ngày xưa ấy mà chẳng ai mua ấy, thì mình rất rất hay mua về, tại nó rất là thú vị. Đó, mình nghiên cứu sau khi trải nghiệm xong thì mình bán lại thì giá bãi thôi cũng không có lỗ. Gần đây nhất là mình bán trên group Facebook á, là một mấy cái động cơ giảm tốc mà rất là xịn sò luôn, rất là xịn sò luôn. Thì dạ, ở đây cái này tại sao tháo như thế nào nhỉ, chẳng biết mình làm gì có đúng không. Đúng. Thì cái giảm tốc đó có một bạn mua về chỉ lấy đúng cái hộp số thôi là đã lãi rồi đấy, hộp số xịn ấy. Về bạn đó độ chế vào máy xay thịt, bạn nó cũng trên hội. Ok, thì mình chẳng biết, mình gọi thử nó coi nó ra không, có vẻ ra
trong đây. Làm sao nữa nhỉ? Hay là mình lấy cái lỗ 500 này ra. Ở đây mình thấy có những cái khóa nè. Mình muốn lấy nó lên ghê. Hoặc là từ cái bảng mạch này nè. Mình sẽ xem nó đấu như thế nào. Ở đây có rất là nhiều con trở luôn. Không biết tác dụng là gì. Ở đây mình thấy có 5, 1, 2, 3, 4, 5. À, có heo sensor. Chắc chắn luôn ấy. Nhưng mà con heo sensor nằm mặt dưới ấy. Nằm mặt dưới đây cái này nè. Tại vì đây là hai cái dây đỏ đen này là hai dây nguồn nè. Chắc chắn hai dây nguồn luôn ấy. Nguồn cấp cho heo sensor có thể là 5V hoặc là 24V, nhưng mà 5V là cao. Sau đó 3 dây vàng, xanh, trắng là 3 dây heo sensor. Ở đây mình thấy có 3 cụm. Có 3 cụm. Ô lại 4 cụm nha. Nói chung là 3 cụm. 3 cụm 3 chân á, các bạn biết không? 3 cụm 3 chân á. Một con heo sensor thường thường nó 3 hay 4 chân. Mình thấy nếu 4 chân thì họ cũng xài 3 chân thôi. 2 chân cấp nguồn, 1 chân out ra. Mình thấy đây là cụm 3 chân nè, cụm 3 chân nè, cụm 3 chân. Thì chắc chắn đây là 3 con heo sensor. Ok, vậy cái mạch này nếu tháo ra thì phải cẩn thận để không bị chết con heo sensor này. Nếu thế thì mình sẽ thử chạy nó bằng động cơ không chổi than. Ủa, bằng cái IC xe đạp điện á, mà chạy qua heo sensor thử xem sao. Nhưng trước tiên mình muốn nghiên cứu xem là nó đấu bằng cách nào á. Nếu bây giờ bung ra hết thì sao nhỉ? Hay là mình thử lấy cái cốt đó ra. À, có vẻ rất là khó khăn. Và mình thấy nữa là 500 trắng nha. Nó là 500 trắng. Hút rất mạnh. 500 trắng. Bây giờ vấn đề để lấy nó ra chắc phải đóng từ phía này. Hoặc là dập như vậy để lấy nó ra. Và sau đó mình tiến hành là gỡ hết ra để xem cách đấu bên trong á. Tại sao mà điện nó ra nhiều như vậy? Ok, mình sẽ thử lấy cái trục này ra trước nha. Mình ra ngoài kia mình sẽ đập xuống như vậy nè. Đúng như mình dự đoán á, khi mà đập xuống thì nó sẽ mình lấy ra được cái cốt 500 này ra. Thì ở đây là có, mình thấy nó có 4 viên 500 trắng dài, rất là dài luôn. Thì ra lúc nãy quay khực á là do 500 nó không có liền mạch á, 500 nó không có liền nhau á, liền thân á, cho nên khi quay á, những cái rãnh này nó tạo ra cái sức ứng từ nó thay đổi, khật. 4 viên. Thông thường mình thấy thì có rất là nhiều viên hoặc là liền thân luôn. Còn 4 viên. Ok. 500 thì rất khỏe rồi ha. Giống như 500 ở bên mấy cái động cơ xẹp vô. Ok, tiếp theo thì từ cái lõi này mình sẽ khám phá dây đồng, cái cách đấu. Ở đây nó có 1, 2, 3, 4, 5, 6,
nó chỉ có 6 cuộn dây thôi, 6 cuộn dây, nhưng mà thông thường á là tới 12 cuộn dây lận, nó gấp đôi lên. Nhưng mà mình nghĩ là nó cũng như nhau thôi. Bây giờ mình sẽ mở lên, chắc phải mình thấy nó gài bởi những cái nhựa này nè, những cái keo này nè. Mình phải lấy ngoài những cái keo này, à đúng rồi, chính xác, chỉ những cái keo này thôi. Thì sau khi bung ra thì mình có thể lấy cái mạch lên được, tại vì mạch này chỉ là mạch heo sinh so, không có đi kèm với cái mạch. Có một số cái nó có luôn, nó có cái mạch linh kiện như vậy, mạch điện á, nhưng mà nó hàn luôn những cái chân dây đồng á lên trên mạch đó luôn, thì rất là khó lấy ra mở ra. Mà lần này nếu mình chỉ khửi cái này thôi, mình chỉ lấy cái keo này ra thôi, thì có thể mình lấy cái bảng mạch này lên được. Rất là khó làm đấy, nếu mà làm nó hỏng thì tiếc. Cái này có nên dùng khò không nhỉ? Khò chảy kem này ra, không gấp được như thế. Khò chảy keo, hai cái keo này mình giữ lại nè, tại vì keo này nó giữ cái bảng mạch với cái mạch dưới. Bây giờ mình chỉ lấy 5 điểm này thôi. Cắt luôn, lấy lên được thì cắt cũng được, nhưng mà sẽ ảnh hưởng khi lắp vào nó không có đẹp. Chắc phải dùng cái khò chảy keo ra. Ok, chắc mình ngưng tại đây quá. Mình dùng khò, mình khò xong hết, mình lôi ra, mình xem cách đấu dây xong hết. Rồi sau đó nữa có thể mình làm một video nữa. Cái này mình làm một dây video nữa đó, để mình cho các bạn biết rằng là tại sao cách đấu như thế nào, là lý do gì mà khiến cái động cơ chỉ 140W thôi mà điện phát ra lại nhiều hơn động cơ sạc vô 400W. Thì từ cái điều này á, mình muốn áp dụng lên những cái động cơ sạc vô khác của mình, để mình cải tiến á, để mình bán cho khách hàng, để khách hàng chế điện gió hay điện gì đó có hiệu quả hơn so với việc để zin. Ok, thì mình sẽ làm một video tiếp theo. Rồi mong các bạn quay lại trở lại xem nhé. Mình dừng tại đây.